cấm đào đường giao thông từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2018. Đó là yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt kinh doanh và vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Theo đó, thì Sở yêu cầu chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật phải có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đã thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường trước ngày 8 tháng 2. Riêng đối với các công trình trọng điểm đang thi công thì tồn tại rào chắn trong dịp Tết Nguyên đán, các chủ đầu tư phải báo cáo cụ thể gửi về Sở Giao thông Vận tải để được xem xét giải quyết.